Phải mất khoảng 8 tháng với sự hướng dẫn của các giảng viên trong trường, con robot này mới được các sinh viên khoa điện điện tử và khoa cơ điện tử chế tạo ra từ hàng nghìn linh kiện khác nhau. Đây là một trong những con robot đã mang về ngôi vị vô địch cho đội tuyển SKH Automation. Ngoài ra, đội tuyển SKH CK1 của trường đạt giải nhì. Sau 9 năm, trường vô địch cuộc thi Robocon châu Á Thái Bình Dương 2015, trường mới có đội mang về vinh quang lớn như vậy. Niềm vui sướng, tự hào vẫn hiện hữu còn trong nhiều thành viên của đội. Trong cuộc thi thì em nhớ nhất là trận đấu đội em với đội V-Flame của Đại học Lạc Hồng ạ. Chỉ cần bọn em thắng thôi là chắc chắn trường em sẽ có một suất đi châu Á Thái Bình Dương ạ. Trận đấy là trận đáng nhớ nhất của chúng em. Thời gian tới thì đội trường chúng em cũng như là cá nhân đội thì sẽ làm những bộ robot mới cải tiến cả về cơ khí và phần mềm để làm sao mà có thể mà mạnh nhất đại diện Việt Nam đi châu Á Thái Bình Dương. Trong thời gian này chúng em đang xem lại các video của chính bản thân và các đội khác để tìm tòi và học hỏi các cơ cấu mới của các đội. Em mong muốn đội chúng em thật đoàn kết, tự tin và giành giải cao nhất trong cuộc thi sắp tới. Sân chơi Robocon là cái sân chơi mà rất là quen thuộc đối với tất cả các thế hệ sinh viên của nhà trường. Dựa trên cái số lượng sinh viên thì nhà trường đã tổ chức chia thành các đội. Và trong mỗi đội thì nó sẽ bao gồm cả sinh viên khoa điện điện tử và sinh viên khoa cơ khí.